Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để Xiaomi Redmi Note 8 với phần chân sạc đặt ở phía cuối bảng main của máy như này, nối với bảng main mà sợi cáp lên như này. Đây là cáp màn hình của Xiaomi Redmi Note 8, cáp sạc thì nó nằm đây. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Xiaomi Redmi Note 8 lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới, sửa chữa, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để giải động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn mọi loại linh kiện trên Xiaomi Redmi Note 8 nói chung và chân sạc của Xiaomi Redmi Note 8 nói riêng thay mới quý vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với giải động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code. Chúng tôi sẽ ship chân sạc Xiaomi Redmi Note 8 đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cảm ơn quý vị và bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn để cung cấp linh phụ kiện để thay thế, sửa chữa các lỗi sự cố liên quan đến chân sạc pin trên Xiaomi Redmi Note 8.